Và đơn vị tham gia đầu tiên trong hội diễn của chúng ta ngày hôm nay là các đồng chí học viên, những chiến sĩ công an nhân dân lớp A204, Công an tỉnh Hải Dương với ca khúc Lời Người Mãi Khắc Ghi, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Duy Phương với phần biểu diễn của Quang Hảo. Và xin mời một tràng pháo tay thật lớn chào đón trên sân khấu tiết mục này. Người luôn ấm áp bao la, tư tưởng dẫn lối.